Thưa quý vị, tại thành phố Hà Tĩnh có một nhóm khoảng 20 người, dù hoàn cảnh sống vẫn còn nhiều thiếu thốn, nhưng họ đã tự nguyện góp công, góp của để đều đặn hàng tuần nấu cơm, nấu cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo điều trị tại các bệnh viện. Nhóm từ thiện mà chúng tôi đang muốn nói đến mang tên Câu lạc bộ Xuyên đêm. Họ đã cần mẫn duy trì hoạt động như vậy từ gần 10 năm nay. 6 giờ sáng, bếp lửa của Câu lạc bộ Xuyên đêm đã được nhóm lên. Mỗi người một việc từ pho gạo, nấu nước, cắt gọt các loại rau củ để nấu một nồi cháo từ thiện. Công việc cứ cuốn mọi người để rồi quên đi những sự vất vả khó nhọc. 9 giờ sáng, nồi cháo được hoàn tất, kịp chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh. Gần 500 suất cháo đã được phát cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Những suất cháo nóng hổi được trao đến tận tay làm ấm lòng bệnh nhân trong lúc ốm đau, bệnh tật. Nghe đây có cháo từ thiện là ông mừng chứ, chứ các bà đấy chứ đi mua một bữa cháo, đi bữa mua bữa cơm là khoảng vài chục nghìn chứ cũng đừng cảm thấy nó khó khăn. Câu lạc bộ Xuyên đêm do anh Phan Tuấn An và 20 thành viên chung tay tổ chức. Có người làm được gần 10 năm, có người ít nhất cũng 1 năm. Riêng anh An là người gắn bó từ đầu khi câu lạc bộ mới manh nha hình thành từ năm 2013. Bình quân mỗi tháng các thành viên sẽ đóng góp 200.000 đồng để duy trì hoạt động. Bên cạnh nồi cháo từ thiện, nhóm còn nấu các suất cơm miễn phí để đưa đến tận tay bệnh nhân nghèo ở nhiều bệnh viện khác nhau. Em cảm thấy rằng là mình rất là hạnh phúc khi có mặt ở trong cái câu lạc bộ này, vì đấy là những hoạt động ý nghĩa, nhân văn và đem đến những cái trao tình thương cho mọi người. Bên cạnh mỗi thành viên trích một phần thu nhập để quyên góp, anh An còn thông qua các nhóm Zalo, Facebook kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện trên mọi miền Tổ quốc để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn. Trung bình mỗi năm, số tiền kêu gọi giúp đỡ lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, điều mà nhóm cố gắng duy trì thường xuyên vẫn là tổ chức nấu cơm, nấu cháo miễn phí cho các bệnh nhân nghèo điều trị dài ngày tại các bệnh viện. Nguyên vọng của chúng tôi bây giờ sau khi nấu cháo thì đang có một cái hướng tới một cái chương trình, đó là chín một cái xe cứu thương không đồng. Để vì là mình thấy có nhiều cái hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, vì chúng tôi lên bệnh viện ấy, vì là nhiều hoàn cảnh này họ không đủ kinh phí như chuyển ra tuyển tiền ra Hà Nội, hay là về cả cái từ cả cái bệnh viện huyện hay là xã lên bệnh viện tỉnh thì họ kinh phí không có, thì bắt buộc họ phải nhờ đến cả cái câu lạc bộ. Các thành viên câu lạc bộ Xuyên đêm, mỗi người một công việc, một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng đều chung nhau một tấm lòng nhân ái. Vì điều đó, họ đã không quản ngại sự vất vả, tốn kém. Và đúng như tên gọi của câu lạc bộ, nhiều thời điểm họ đã phải xuyên đêm để chuẩn bị những bữa sáng ấm nóng cho các bệnh nhân nghèo. Tất cả đều ấm lòng sau mỗi lần hoàn thành công việc thiện nguyện.